Một con lợn đực ảnh hưởng tới sức sản xuất của 25 đến 30 con lợn nái khi phối trực tiếp và gấp 10 lần khi gieo tinh nhân tạo. Lợn đực giống tốt sẽ di truyền các tính trạng kinh tế như tăng trọng cao, sức đề kháng tốt, tiêu tốn thức ăn thấp cho hàng ngàn con thế hệ sau. Thế nhưng, con lợn đực này của anh Nguyễn Văn Tuấn lại đang gặp phải vấn đề. Đấy, nó cứ bị bí nước tiểu này. Gần như là nó bị bịt lại sao? Trước đây thì nó không có vấn đề gì mà mới hình lại hiện tượng này. Nó bị viêm bao quy đầu. Như con này thầy đánh giá đấy, dáng dấp rồi là hai tinh hoàn các thứ nó đều đạt yêu cầu. Mà cuối cùng là nó sinh ra cái chỗ này. Nó đang ở cái môi trường rộng rãi mà đưa ép vào nó cái không gian nó hẹp thì nó sẽ phá. Chuyên gia sẽ giúp anh xử lý như thế nào? Đây, nó cứ bị bí cái nước tiểu này. Đây. Gần như là nó bị bịt lại sao? Trước đây thì nó không có vấn đề gì mà mới hình lại hiện tượng này. Nó bị viêm bao quy đầu. Đấy. Cái này viêm bao quy đầu xong nó sưng, nó tịt như thế này. Vâng, nó tịt cái lỗ thoát. Cái lỗ thoát đấy. Nó đi được nhưng mà nước tiểu nó cứ thế, nó cứ đọng vào đấy. Nó đọng. Cái này viêm bao quy đầu thôi. Dạ vâng ạ. Chứ không phải là viêm điều đạo. Dạ. Cho nên đây sợ, cái này nó nóng này. Bóp cái là phải quy đầu nó phải toay hết ra ngoài. Dạ vâng, đúng rồi. Đây là không lấy ra được nhé. Vâng. Ừ. Đấy, là đây nó đau này. Dạ. Đấy, nó hiện tượng viêm này, nó đau đúng không ạ? Viêm nó đau. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, nguyên nhân phổ biến nhất khiến lợn đực bị viêm bao quy đầu là nhiễm vi khuẩn. Vi khuẩn trong môi trường, dù ở trong chuồng hay trên rừng, đều có thể tìm đường vào bộ phận sinh dục của lợn. Viêm bao quy đầu làm mất tính đàn hồi hoặc dính vào nhau ở nhiều điểm gây cản trở các dòng máu đến các thể hang dương vật, ảnh hưởng đến quá trình phối tinh của lợn đực. Khi lợn bị bệnh này, cần phải được điều trị kịp thời, triệt để. Dùng cái nước lá thổ không sắc đặc. Nếu mà dùng thuốc tím là tốt nhất. Vâng. Thuốc tím thì là mua ở hiệu thuốc dân y đấy. Nó có đấy. Cái xanh metilen. Không, xanh metilen nó bẩn. Rồi. Dùng thuốc tím cơ. Dùng thuốc tím vào. Em nhớ rồi. Vâng, em rửa. Rửa sạch xong bắt đầu mới bôi cái iốt. Xanh metilen không được, cái iodin đấy. Vâng, vâng. Iodin là cái dung dịch mà ra để sát trùng đấy. Dạ vâng. Nhá. Vâng. Thì hàng ngày là phải làm như thế. Tức là bóp cho nó chảy nước tiểu ra, xong là rửa cái miệng của cái bao quy đầu đấy. Dạ vâng. Nhá. Vâng. Và thậm chí thì em có thể em lấy cái panh em kẹp cái bông ấy, sau đó khẽ luồn nó vào trong cái cầm cái đấy là khẽ luồn vào trong cái bao quy đầu ấy. Vâng. Rửa. Rồi là chấm thuốc tím hàng ngày. Dạ, thuốc vâng. Tím thì xin lỗi, là cái iốt hàng vâng, ngày. Vâng, ba lần. Iodin. Và cuối cùng là vẫn phải tiêm kháng sinh. Dạ vâng. Nhá. Vâng. Tiêm kháng sinh bây giờ mình dùng cái Lancomycin mình tiêm. Dạ vâng. Nhá. Dạ vâng. Tiêm mấy lần là có thể ổn đấy. Dạ vâng. Vâng.